Quý vị khán giả truyền hình thân mến, ngày hôm nay chúng ta cũng quay trở lại với sự sôi động của giải bóng đá nhất định tại Hà Nội năm 2020. Và ở trên sân bóng Thành Công ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận bán kết bột ở trên sân thi đấu số 6 trong cặp đấu ngày hôm nay giữa Định Liên cùng với Đà Định Hưng. Màu áo đã giúp họ chiến thắng ở trong trận thi đấu tứ kết ở trên loạt penalty. Và lúc này thì tiếng còi của trọng tài Thanh Tùng đã cất lên hiệp thi đấu đầu tiên trận đấu giữa Định Hưng cùng với là Định Liên. Trong khuôn khổ giải bóng đá Yên Định tại Hà Nội năm 2020 ở vòng thi đấu bán kết đã diễn ra. Văn Hưng, Văn Hùng, sút xa. Tình huống ra chân bất ngờ đến từ Văn Hùng. Đường chuyền Trang Nguyên. Đáng tiếc là Trang Nguyên lại không đội bóng bước một Thành Công. Vũ Long. Vũ Long đường chuyền qua ai? Nguyên Kiên. Nguyên Kiên. Tỷ số là 1-0 dành cho Định Liên. 1-0 ngày hôm nay dành cho bên phía cầu thủ Định Liên. Bàn thắng đến với tổ hợp của cầu thủ áo vàng là rất xứng đáng đối với những gì mà họ đã làm được trong những phút thi đấu vừa qua. Cho dù trong bàn thắng vừa rồi thì khả năng tạo ra một áp lực rất lớn ngay từ phần sân nhà của Định Liên của các cầu thủ Định Hưng là cũng tương đối cao. Không chiến tương đối tốt đến từ Văn Thức. Văn Kiên. Không được. Đường chuyền cuối cùng của Văn Kiên bóng lại đi nhưng suýt chút nữa thì đã có bàn thắng thứ hai. Suýt chút nữa thôi thì bàn thắng thứ hai lại đến đối với Đà Định Liên. Một tình huống mà thấy anh đã làm không tốt nhiệm vụ của mình. Bóng đã bị nảy ra ngoài và suýt chút nữa thì Thiện Nhân lại có bàn thắng cho riêng mình ở trong cặp thi đấu bán kết này trên loạt penalty. Và trong khoảng thời gian thi đấu chính thức họ đã có một tỷ số hòa rất đẹp. Cơ hội không được. Trang Nguyên. Đó là một tình huống phạm lỗi, rõ ràng đó là một tình huống phạm lỗi của Nguyễn Kiên. Một tình huống vào bóng và tác động đến chân đối phương bằng gầm giày. Không được. Vẫn còn. Cười. Cười. Một điều dành cho Định Hưng. Và người kết thúc cuối cùng đó là Lê Ninh. Khả năng tạo ra nhiều những tình huống tấn công bền bỉ của cầu thủ Định Hưng và cuối cùng là những cầu thủ áo xanh cũng đã có được một kết quả rất xứng đáng. Bắt nguồn từ một tình huống đá phạt cố định. Văn Dũng đã can thiệp rất nhanh. Đây là một cơ hội phản công dành cho Định Hưng. Văn Hưng đã có một tình huống tác động ngăn cản đi một tình huống qua người đến từ Văn Hưng. Tuy nhiên thì tình huống cản phá vừa rồi Văn Quân cũng cho thấy sự kinh nghiệm. Văn Hưng đang là người đứng trước bóng ở tuyến 2 sẽ có sự góp mặt của Văn Thức. Văn Thức không được. Cuối cùng thì mọi thứ đã được giải quyết nhanh khi mà Văn Hưng đã lùi về và hỗ trợ được hàng phòng ngự. Trọng Hoàn. Điều kết thúc cuối cùng của Trọng Hoàn. Thiên Hà. Không được. Tiếng ném bóng của thủ môn bên phía các cầu thủ Định Liên luôn là một khả năng tấn công đem đến rất nhiều những sự hiệu quả. Trang Nguyên. 2-1. 2-1 dành cho Định Hưng. Ngôi sao của cầu thủ Định Hưng, một cầu thủ rất mới trong màu áo của Định Hưng ngày hôm nay đã lên tiếng và một sự khẳng định rất đanh thép dành cho bên phía các cầu thủ Định Liên khi mà ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Quãng thời gian thi đấu đầu tiên này họ đã chơi trùng xuống và họ chơi trùng xuống rất nhiều so với những gì mà họ đã làm được ở trong hiệp thi đấu thứ nhất. Vũ Long. Thiên Hà. Vũ Long. Thiên Hà cầu được. Cơi cầu vào. Một tình huống tiếp cận khung thành của đối phương rất nhanh được các cầu thủ FC Định Hưng đã tạo ra cho pha bóng vừa rồi. Lại thêm một tình huống đá phạt ngay từ phần sân nhà dành cho bên phía cầu thủ FC Định Liên. Lại thêm một đường treo bóng nữa của Văn Quân. Cơ! Còn bài chiến thuật của bên phía Định Liên. Sự thay đổi người rất chính xác của bên phía cầu thủ FC Định Liên đã lên tiếng. Quá hay và đó là các cầu thủ FC Định Liên. Hồng Thuân.
Nó giống như là Federico Macheda đã làm được dành cho Manchester United trong cặp đấu mới là cầu thủ Aston Villa vậy. Hồng Tuân đã lên tiếng. Liền trong những phút thi đấu vừa qua là không có nhiều. Nguyễn Kiên. Và có lẽ đó là người hùng của cầu thủ FC Đình Liên ở trong cặp thi đấu này. Rất đáng tiếc dành cho Đình Hưng. Thực sự là rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ Đình Hưng khi mà họ đã mất tập trung trong quãng thời gian thi đấu cần thiết nhất ở cặp thi đấu này. Một quãng thời gian thi đấu thực sự là rất cần thiết. Thế anh. Văn Thức. Chuyển bóng tốt. Văn Hưng. Lê Ninh. Cơ hội không được. Tiếng còi của trọng tài Thanh Tùng đã cất lên và chúng ta đã xác định được tấm vé đi vào vòng trận đấu chung kết ở mùa giải năm nay thuộc về cầu thủ FC Đình Liên. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một tuần sau để chứng kiến trận thi đấu chung kết ở mùa giải năm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những lần livestream sau. Tạm biệt và hẹn gặp lại với Việt Nam Football TV.